Thưa quý vị, sau khi chưa thành công với thử nghiệm làm sạch sông Tô Lịch bằng công nghệ nano bioreactor, thì mới đây, công ty cổ phần tập đoàn môi trường Nhật Việt lại gây chú ý bằng đề xuất giải pháp tổng thể cải tạo toàn bộ dòng sông này. Và đây cũng là nội dung cuối cùng cho chuyên mục Điểm báo sáng nay với bài viết được đăng tải trên báo Thanh Niên với nhan đề Ý tưởng biến sông Tô Lịch thành công viên. Công ty cổ phần tập đoàn môi trường Nhật Việt GVA cho biết là đã gửi tới Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất giải pháp tổng thể cải tạo sông Tô Lịch thành công viên lịch sử văn hóa tâm linh Tô Lịch bằng nguồn vốn từ phía Nhật Bản. Công ty này cho rằng nhiều năm qua, sông Tô Lịch luôn bị coi là dòng sông chết với mức độ ô nhiễm nghiêm trọng nhưng chưa có giải pháp nào để xử lý hữu hiệu. Ông Nguyễn Tuấn Anh, chủ tịch công ty GVA cho biết là theo giải pháp tổng thể do đơn vị này phối hợp với đối tác phía Nhật Bản xây dựng, đề án không đơn thuần là xử lý môi trường mà còn xây dựng hệ thống cảnh quan công viên lịch sử văn hóa tâm linh. Đặc biệt là đề xuất xây dựng cả hệ thống thoát lũ chống ngầm, đặt ngầm sâu dưới lòng sông để đảm bảo thoát lũ chống ngập cho toàn bộ lưu vực sông Tô Lịch. Hệ thống này tương tự hệ thống chống ngập của thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Công ty này cho hay để làm hồi sinh dòng sông Tô Lịch cần có giải pháp tổng thể về các vấn đề thu gom nước thải, bổ cập nước cho sông sau khi thu gom hết nước thải, xử lý triệt để nguồn gốc gây ra mùi hôi thối, xử lý nước đã bị ô nhiễm ở trong lòng sông, thoát nước chống ngập khi mưa bão, bảo tồn giá trị lịch sử, văn hóa, tâm linh, phát triển du lịch. Cũng theo công ty JVE, ý tưởng cải tạo sông Tô Lịch sẽ là xây kè thẳng đứng, kè đáy theo kiểu mở rộng mặt cắt lòng sông, bỏ mái cỏ hiện nay, dọc hai bên sông là hàng cây, đường đi dạo, dưới lòng sông là làn nước trong xanh, có thuyền du lịch. Sẽ xây dựng hệ thống bãi đỗ xe tự động, tích hợp các tấm pin năng lượng mặt trời, góp phần giảm chi phí điện chiếu sáng cho hệ thống đèn ở công viên. Dọc theo bờ sông dài khoảng 15 km sẽ là công viên tái hiện lại cội nguồn lịch sử dân tộc từ thời Lạc Long Quân, Âu Cơ, Vua Hùng, các triều đại lịch sử Việt Nam, các hoạt động cách mạng của Bác Hồ, chiến thắng Điện Biên Phủ, đại thắng mùa xuân năm 1975, xen lẫn là không gian nghệ thuật hát ca trù, quan họ, dân ca ba miền, chèo tuồng, cho tới các trò chơi dân gian, hội hè, câu lạc bộ dưỡng sinh.